Chào các bạn, mình là Mang Cơ Trưởng đây. Wow, cuối cùng thì hôm nay Giang cũng đã cập nhật tiếp rồi nè. Trời ơi, mình không ngờ là mùa hoa anh đào đã đến rồi đó. Bây giờ đi đâu cũng toàn là hoa anh đào thôi. Với lại trên bầu trời còn có cánh hoa anh đào rơi nữa, nhìn đẹp quá. À, và các bạn đừng quên là vào điểm danh nha. Đã có bạn điểm danh mới rồi đó. Và cái bạn điểm danh này cũng rất là quan trọng khi mà các bạn làm sự kiện hoa anh đào luôn. Còn có cả sự kiện hỗ trợ nhập cư đảo Kea nữa. Mình thấy mấy cái nhiệm vụ này cũng rất là đơn giản thôi. Và khi mà các bạn làm xong còn được phần thưởng nữa. Cái phần thưởng cuối cùng là được một cái nhà mới nè. Trời ơi, làm nhiệm vụ này mà còn được nhà mới luôn cơ á. Với lại được đồng phục nữa, quá là xịn luôn. Mình nghĩ là mấy bạn mới chơi nên làm nhiệm vụ này rất là lời. Còn được cả xe và áo đẹp nữa. Đặc biệt là nhiệm vụ chính ở trong cái mùa hoa anh đào này, đó chính là đồ nội thất anh đào hữu công. Mình thấy là mấy cái dạng nhiệm vụ này chắc là các bạn quen hết rồi ha. Ok, chờ một xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào cửa hàng và xem có gói gì mới không nè. À, sao mình thấy là toàn là mấy cái gói hoa anh đào quay trở lại không vậy ta? Mấy cái gói này mình thấy là nó đã bán rồi á. Còn cái bộ trang phục này chính là bộ mà mình đang mặc nè. Ngoài ra có những bé thú cưng cá mới rất là dễ thương luôn. Mua ở trong đây thì 49k, còn nếu mà các bạn mua ở ngoài thì chỉ có 50 kim cương thôi. Đặc biệt là mình thấy có rất là nhiều bạn quan tâm cái hộp bóc thăm mèo không gian này nè. Và các bạn có biết là best seller của cái gói này là gì không? Đó chính là cái ba lô phản lực mèo vũ trụ đó. Mình thấy mấy bạn đeo ba lô này vào là các bạn ấy có thể bay được trên trời luôn. Mình thật sự là rất là muốn mở được cái ba lô này luôn. Còn nếu không thì cái bộ trang phục cũng được nữa. Có cái tai mèo dễ thương ghê. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử mở một vài hộp nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mình mở hộp này để săn cái ba lô thì nhớ đón chờ video sau nhé. Hộp đầu tiên thì mình được cái đèn tàu vũ trụ nè. Mình biết là cái hộp đầu tiên thì chắc chắn là sẽ không ra cái ba lô phản lực này đâu. Tại vì cái này là đồ hiếm mà. Và mình thấy là có bạn đăng lên nhóm bảo là mở 50 hộp nè, 60 hộp mới ra. Trời ơi là mình hoang mang ghê. Ủa, cái này là gì vậy ta? À, cái này là cái thảm mèo không gian. Mở hộp không gian thì mình sẽ để video sau mình sẽ mở nha. Bây giờ thì mình sẽ review tiếp nè. Cái này là trong cửa hàng trang phục, mình thấy là có bán những cái món vàng rất là đẹp nè. Có cả cái bộ bò sữa này dễ thương ghê luôn á. Có một điều là mình thấy cái ba lô hộp sữa này hơi chát á nha. Nguyên cả bộ bò sữa gộp lại còn không bằng cái hộp sữa này nữa. Và mình thấy là có rất là nhiều áo mới luôn nè. Chẳng hạn như là những cái áo Versity này. Wow, quá trời màu luôn. Giống như là mình đi shopping ở ngoài đời thiệt vậy á. Ok, review xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ hoa anh đào này nha. Đầu tiên là nhiệm vụ chụp ảnh với cây anh đào nhỏ ở trong cabin. Các bạn vào cabin xong á, sau rồi các bạn lại cạnh cái nhà này nè, sẽ có một cái liều nhỏ và ở đây thì sẽ có một cây anh đào nhỏ. Rồi, bây giờ chỉ cần chụp hình với nó thôi là xong rồi á. Ủa, cái giao diện chụp hình bây giờ sao mà nó khác vậy ta? Còn có thể chụp toàn bộ màn hình luôn cơ. Wow, cái này xịn rồi nhé, đỡ phải chụp màn hình á. Nhưng mà tiếc một cái là không có thể di chuyển được. Ok, chụp như vậy là xong rồi. Và còn một nhiệm vụ chụp ảnh nữa, đó chính là chụp ở trong khu trung tâm á. Các bạn vào thành phố mới nha, xong rồi các bạn chạy lại cái chỗ mà sân vận động. Là cái sân vận động này nè, kế bên thì mình thấy là có siêu thị và bệnh viện á. Và các bạn chạy lên đây. Đó, ở dưới đây thì sẽ có một cây hoa anh đào nha. Rồi các bạn chỉ cần chụp hình thôi là xong rồi. Mình thấy là còn có thể tạo kiểu nữa, dễ thương ghê. Nhiệm vụ tiếp theo là chế tạo đồ hoa anh đào ở trong cái chỗ chế tạo này nè. Bây giờ đã không còn đồ Superman nữa rồi và đổi thành là đồ hoa anh đào hết. Có một điều mình không thể hiểu là tại sao mà mùa mới rồi mà game lại cho những cái bộ đồ cũ ở năm ngoái nhỉ? Làm cho những người chơi cũ như mình á cảm thấy là rất là chán luôn. Và không hề muốn làm cái sự kiện này luôn á, tại vì mình đã có hết rồi. À, mình thấy là có một cái mới nè, đó chính là chiếc xe hoa anh đào này. Những cái để chế tạo nó thì mình thấy cũng dễ. Đi một xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm cánh hoa anh đào nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo thôi. Đó chính là cái nhiệm vụ ngồi trên xích đu hoa anh đào. Cái xích đu này hình như là mình nhận được hồi năm ngoái luôn á. Bây giờ thì mình sẽ về nhà và ngồi lên thôi. Có một vài bạn nói là chỉ được ngồi lên xích đu của mình và ngồi lên xích đu của người khác thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Còn có những người khác thì lại được. Mình cũng không biết nữa, nói chung là nhà mình có xích đu á. Nên là bạn nào muốn vào làm nhiệm vụ thì có thể vào nha. Nhiệm vụ này rất là dễ luôn, chỉ cần ngồi lên thôi là được rồi. Mèo thấy có một cái này rất là hay luôn á, là khi mà các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn sẽ thấy cái mặt cười ở trên đúng không? Thì các bạn bấm vào thì nó sẽ có những cái trạng thái để cho các bạn chọn nè. Giống như là trạng thái sao xuyến nè, đuối sức nè, đói bụng nè, phá phỏng nè. Có cái này nhìn vào trang cá nhân của mình nó sinh động hơn á. Công nhận là bản cập nhật này mình đánh giá rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ thử chọn một cái là đói bụng nha. Xong rồi mình hát ra, mình vào lại nè. Trời ơi, nó biểu hiện là mình đang đói bụng luôn á. Cả thế giới biết mèo đói bụng luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào thử trang cá nhân của bạn bè mình nha. À, anh Hòa Sao đang làm cái gì vậy ta? Cái này chắc là mắc tè đúng không? Còn ông Mai là xỉn
nhiều đồ hoa anh đào luôn á. Giống như là mèo đã tiên tri được cái nhiệm vụ này vậy. Ok, bây giờ thì mèo sẽ vào và mua đồ hoa anh đào ăn nha. Những bạn mà không có đồ ăn hoa anh đào á thì các bạn có thể vào nhà của mèo và mua nhé. Với lại lần cập nhật này mình thấy là khá là lớn, tại vì nó thay đổi khá là nhiều chi tiết nè, và cập nhật thêm rất là nhiều chi tiết nữa. Các bạn cũng có thể thấy là cái giao diện ba lô á, nó được điều chỉnh ra rộng hơn, dễ nhìn hơn. Phải chi mà game lâu lâu hay cập nhật á, sao rồi là cập nhật nào mà nó cũng xịn như là cập nhật này thì quá là tuyệt vời luôn. Và nhiệm vụ này thì các bạn phải ăn hết 5 món hoa anh đào nha. Ăn cái nào cũng được, miễn là mua trong cái quầy hoa anh đào này nè. Ok, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là nhuộm tóc đón xuân tại Trà Hồng Beauty Salon. Ở đây thì mình thấy là có khá là nhiều màu tóc mới luôn nè. Ủa mà sao mình thấy giống mấy màu cũ quá vậy ta? Vậy là mới chưa? Nhiệm vụ là mình phải nhuộm tóc để mẹ tìm xem cái màu nào rẻ nhất nha. Trời ơi, bây giờ có màu trắng rồi kìa. Ok, mẹ sẽ nhuộm màu này nha. Nó cũng khá là giống với màu tóc cũ á. Hình như là cũng không có tóc gì mới. Ok, chỉ cần nhuộm tóc vậy thôi là xong rồi. Màu này thì mình thấy là cái da của mèo nó hơi ngâm thì phải. Còn cái màu hồng thì hồi nãy mình thấy nó sáng da hơn. Mấy cái nhiệm vụ hoa anh đào này dễ dữ vậy ta. Còn cái nhiệm vụ nhận phần thưởng 5 ngày điểm danh thì 4 ngày nữa mới nhận được. Một tí nữa thì mình hướng dẫn các bạn cách thu thập cánh hoa anh đào nè. Và lịch quà tặng nha. Cái phần thưởng lịch quà tặng á thì các bạn có thể nhận ở đây nè. Nhưng mà hôm nay chưa có, cho nên là các bạn có thể đến vào ngày mai hoặc là ngày mốt nha. Có nhiều bạn chưa biết cho nên là cứ đứng ở đây để hoài à. Nhưng mà không có đâu. Còn nhiệm vụ tìm cánh hoa anh đào á thì các bạn cứ đi vòng vòng ở Plaza nè, khu trung tâm và hôm nữa. Các bạn đi vòng vòng thì các bạn có thể thấy những cánh hoa anh đào nó đang bay lơ lửng á. Rồi các bạn lấy vợt ra, các bạn bắt là được nha. Bắt mấy cái này dễ lắm, tại vì cánh hoa anh đào nó sẽ không có tránh chúng ta đâu. Và khi mở thì sẽ mở random 2 hoặc là 1 cánh á. Ok, vậy là mình đã review xong bản cập nhật này và mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ hoa anh đào lần này rồi. Có gì không hiểu thì các bạn comment bên dưới cho mèo biết nha. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và bật lại đăng ký để ủng hộ mèo nhé. Đừng quên là thông báo khi mèo ra video mới thì nó sẽ không có các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.